Các loại thực phẩm chức năng hiện nay được phụ nữ lựa chọn như một giải pháp để bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. Thị trường này tại Việt Nam vừa mới đón nhận hai sản phẩm mới là nước uống collagen tươi thảo mộc Schon và viên sữa ông chúa Schon. Công thức độc quyền là tinh chất Alavida chiết xuất từ trái ô liu xanh, giải quyết căn bản các vấn đề cấp nước, dưỡng ẩm, dưỡng trắng. Thương hiệu Schon đến với Việt Nam với một cái tiêu chuẩn, đó chính là mang lại những cái đẹp, mang đến cái ý thức chăm sóc sắc đẹp cho các chị em phụ nữ. Những cái sản phẩm collagen được bán tràn lan trên thị trường, mọi người sẽ bị hoang mang giống như là Trinh, không biết là mình sẽ chọn sản phẩm nào. Thì với sản phẩm Schon thì Trinh là một người khách hàng sử dụng, Trinh nghĩ là Trinh cảm nhận được cái tốt lên từng ngày của mình. Các sản phẩm đều được sản xuất đóng gói tại Việt Nam với công nghệ hiện đại, đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chứng nhận và cấp phép. Điều này giúp cho người tiêu dùng hưởng lợi từ chất lượng và giá thành.